Nóng hả chị? Nóng. Ngồi đây ăn mát ha. Đắng không? Đắng. Đắng lắm hả? Đắng lắm. Rồi đắng mà cũng ăn như vậy luôn. Sao không ăn cơm? Không ăn cơm. Còn để chiều ăn. Để chiều ăn. Chiều ăn với chồng hả? Ừ. Trời ơi tội quá. Về ăn đói là ăn lá đu đủ vậy thôi. Cái lá chị luộc, chị chấm muối đơn giản như thế này thôi cả nhà. Tội quá ha. Lúc nào không có rau là mình hái lá đu đủ mình ăn vậy hả chị? Ừ, không có rau, hái lá đu ăn. À, ăn không vậy thôi, chấm muối vậy thôi. Chấm muối. Phía trước mặt cả nhà, đó là một cái căn nhà của một chị gái người đồng bào Đắk Lây. Chị ở trên này. Cái căn nhà này số bác thấy chị làm cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Nó cũng là vách tre luôn nhưng mà nó khá là kín luôn á. À, rất là đẹp. Bây giờ trước khi mà mình vào mình tìm hiểu hoàn cảnh ngày hôm nay cũng như là xem căn nhà thì mình trò chuyện với chị gái một chút xíu nha. À, chị đang ở dưới này nè cả nhà. Rồi mình đi xuống mình trò chuyện với chị nha. Chị ơi. Dạ em chào chị. Trời ơi, đi xuống này nó trơn quá, hổng thân là té. Đang cho bò ăn hả chị? Cho bò ăn. Dạ. Dạ, em chào chị nha. Chị cho em đeo cái này cho chị chút xíu nha. Chị ơi, chị tên gì? Chị Hem. Tên chị Hem. Chị Hem. Dạ. Chị Hem năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 38 tuổi. 38 tuổi. Dạ. Chị có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi. Mấy cháu rồi chị? Ba đứa cháu. À, ba con rồi. À, ba con rồi. Mấy trai mấy gái chị? Trai một đứa, gái hai đứa. Một trai. Một trai. Gái hai đứa. À, hai gái. Hai gái. Vậy là hai bé gái sẽ ở với chị. Ở với hai anh chị ha. Còn trai thì đi bắt vợ. Chưa bắt vợ. Chưa bắt vợ luôn. Ở nhà. Bé mấy tuổi rồi? 17 tuổi. 17 tuổi. Hai đứa gái mấy tuổi? Hai đứa gái 8 tuổi. 8 tuổi. 3 tuổi, 3 tuổi một đứa. 3 tuổi. À. Rồi mấy đứa có đi học không chị? Hai đứa gái đó đi học, còn tay ục lưng nó đi học bỏ rồi lập bài. À. Chị nuôi mấy con bò ở đây? Hai con. Hai con bò. Bò chị hồi nãy đưa một con. À. Bò kia chị họ đưa một con. Bò đây mình mua hay là sao chị? Người ta đưa không à? Chị hồi nãy một đứa, một con. Chị, à. Chị thêm nữa. Nuôi đây. Cho cái chị của chị hả? Ừ. À, là chị ở mà, gần đây không? À, gần đây hồi nãy. À. Chị hồi nãy. Mà cho nuôi. Hai chị em ở trên làng. À, ở trên núi này. Ừ. Chị có nhà dưới làng không? Có nhà dưới làng. À, là mình trên này là mình chăn nuôi. Chăn nuôi. À, mình trồng trọt trên này chị ha. Chị một con. Chị của chị một con. Ừ. Rồi mình mua bò này là mình mua hay là nhà nước hỗ trợ? Không phải với nước. Bò anh em đưa không à? Anh em cho hả? Anh em cho. À. Là mình nuôi lâu chưa chị? Cứ một năm à, nay một năm đây. Một năm. Gia đình mình ở trên này thì anh chị làm cái công việc gì trên này? Không có làm công việc đâu, làm rẫy. Làm rẫy thôi? Làm rẫy thôi, không có việc làm đâu. À, coi như là nuôi bò này. Nuôi bò. Rồi mình có trồng bắp không chị? Bắp nè. À, có bắp này. Luôn. Có bắp. Có bắp ở trên này. Trồng trên núi này luôn chị ha. Ừ. Cái năm nay nó nắng vậy thì mình gia đình mình trồng cái khu này á, nó có được mùa không chị? Không biết nữa. Có được trái nhiều không? Có, ít thôi. Ít thôi hả? Nắng nhiều lắm chứ năm nay. Nắng nhiều lắm hả? Ừ.
Rồi chồng chị đâu? Đi làm công trình. Đi làm công trình. Đi làm công trình ở đâu chị? Ở tổ điếm này nè. Chỗ đó làm gần thôi. Làm gần thôi hả? Ừ. Rồi làm anh làm một người tính công tháng hay là không sao? Không biết nữa, tháng ăn ngày chứ. Tháng ngày. Tính công theo ngày. Không có tiền mua gạo ăn thì ứng ngày 200 100 vậy. Không có tiền mua gạo ăn. Ừ. Ứng ngày 200 100. Ừ. Rồi mình mua gạo hả? Ừ. Mua gạo ăn. À, nhưng mà mình cũng phải biết là người ta trả cho mình nhiêu tiền chứ. Không biết nữa. Không biết luôn. Cứ đi làm là ứng vậy thôi hả? Đi làm chắc một ngày 300, 200 rưỡi vậy. À. Rồi có đủ chi tiêu không? Không à. Có mấy đứa đi học đó, con chị đi học rồi mình có phải đóng tiền học không? Đóng ít thôi. Đóng ít thôi hả? Ừ. Rồi anh làm tiền như vậy là có đủ đóng cho con không? Không, đủ ăn, mua cá ăn, mua gạo ăn. À, mua cá ăn, mua gạo ăn. Nhà còn gạo không chị? Nhà hả? Trong không. Nhà còn gạo không? Không. Có tiền mới mua gạo? Có tiền mua gạo. À. Còn không có là không có mua. Mua ít 2 kg 1 kg vậy. 2 kg 1 kg. Rồi ăn hết thì có mua tiếp không hay ăn là hết thì đi mượn lại. Đi mua mượn cho quán. Đi mượn hả? Ừ. Đi mượn hay đi mua? Đi mượn cho chủ quán người ta đưa được bữa nào có tiền. Bữa nào có tiền trả. Trả. Còn không có thì không có gạo thì mình ăn cái gì? Ăn bậy bạ không? Ăn bậy bạ. Ăn bậy bạ là ăn bắp hả? Hay ăn bắp, mua bắp ăn bắp. Mua bắp lên nuôi hay hai tại đu ăn vậy. Hai lá đu đủ ăn. Giờ chị nấu cơm chiều chưa? Nấu rồi. Nấu rồi hả? Cho em vô em tham quan căn nhà chị xíu nha. Căn nhà này là anh chị tự làm hay sao? Tự làm á. Tự làm. Đẹp vậy hả? Một năm, hơn một năm, ba năm rồi á, mà chưa xong á, nhà đấy á. Ba năm rồi. Bây giờ là hoàn tất chưa? Làm chưa xong á. Chưa xong luôn. Còn nhiều nè. Bây giờ còn cái gì chưa xong chị? Còn cái đây này con nè. À. Còn một bên kia. Tự làm hết luôn. Anh với chị tự làm. Tự làm. Đẹp quá cả nhà. Sơ mắt thấy căn nhà này rất là đẹp. Mình cũng rất là thích luôn. Chị cho em vào nhà tham quan tí nha. Chị vô đi, chị dẫn em vô. Phía bên trên á, sơ mắt thấy là anh chị có lợp tôn. Đang còn mới cả nhà. Căn nhà này làm tới nay là 3 năm rồi mà chưa xong. Chưa xong. Để kiếm tiền nữa, đâu có làm một cái nhà đâu. À, đâu có làm một lần đúng không chị? Đỡ có làm một lần nữa. Rồi, chị ngồi xuống em trò chuyện với chị tí nha. Chà, nhà đẹp quá. Anh đi làm sáng mấy giờ anh đi làm chị? 6 giờ. 6 giờ đi làm. 6 giờ đi làm rồi. 6 giờ đi làm. Mấy giờ về? Về cũng 6 giờ. 6 giờ về. 6 giờ về. Anh làm là chủ nhật có nghỉ không? Chủ nhật hồi nãy đi làm nè. Hôm nay đi làm là tăng ca hay là sao? Không phải đi tăng ca, phải đi làm chủ nhật. Người ta kêu đi làm á. Đi làm nhưng mà mình không biết là người ta trả bao nhiêu tiền. Rồi cứ làm là cứ ứng vậy thôi. Ừ, cứ ứng vậy thôi. Không anh, có tiền... anh không có nói chị là anh làm được bao nhiêu tiền hả? Không nói. Đâu không. Có hoài đâu. Chị không hỏi hả? Không hỏi đâu. À. Sao chị không hỏi anh làm được bao nhiêu tiền để mình biết mình hai vợ chồng sinh hoạt chứ. Rồi lúc nào không có tiền thì kêu anh đi ứng. Đi ứng công ty. Ứng được hết xăng thì đi ứng đu xăng. Đu xăng xe đi. À cứ đi làm vậy, cứ nào người ta đưa đồng nào biết đồng nấy vậy hả? Ừ. Ồ. Chứ cũng không có biết là bao nhiêu tiền. Không biết. Dạ. Yeah. Rồi cứ hết gạo xong bắt đầu là đi ứng tiền. 100, 200 gì đó đi mua gạo. Mua gạo. Rồi ăn hết mà không có tiền thì lại đi mượn gạo. Đi mượn gạo. Khi nào có tiền trả. Trả.
Nhà thì đẹp nhưng không có đồ ăn. Nhà thì đẹp mà không có gì ăn. Căn nhà này anh chị xây lên là hết bao nhiêu tiền? Đây đi chặt lên núi không à? Lên núi chặt. Cái tôn này mua. Tôn này mua. Tôn này mua hết bao nhiêu tiền? Không biết nữa, ông đó mua. À. Chị không biết. Chồng chị mua, chị không biết. Không biết. Rồi có biết là mua là bằng tiền nhà hay là tiền vay hay là như thế nào không? Tiền đây hả? Dạ. Tiền này tiền vay mua này. À vay để mua. Chị biết là vay mua thôi. Về tiền người ta đó, mua tiền đi hai cà phê người ta lại. À. Vay là mua, bây giờ trả hết chưa? Chưa. Chưa trả hết. Còn nhiều lắm. À. Không biết bao nhiêu mà còn biết biết là còn nhiều. Chị không biết là làm cái mái nhà này hết bao nhiêu tiền. Đó có hỏi ông đó thì... À không hỏi. Bây giờ chị biết là đang còn nợ. Chưa trả xong. Chưa trả xong. À anh nói vậy ha. Dạ. Chị bắt đầu nấu cơm hả? Nấu canh hả chị? Nấu canh lát đồ em nói hả? Hai lá đu đủ hả? Ừ. Lá đu đủ này, cây này mình tự trồng hay nó tự mọc chị? Tự mọc á. Tự mọc hả? À. Mưa này con đẹp này, nắng chết hết luôn chứ. Nó nắng nó chết bớt rồi. Ừ, chết hết nắng á. Cái cây này nó mọc lâu chưa chị? Lâu rồi, 2-3 năm, 2-3 tháng rồi. À, nó tự mọc chị ha? Nó tự mọc. Có tháp hàn gì ạ? Trên này là mình có cây gì mình ăn cây đó hả? Không có cây nữa. Dạ. Năng lửa kìa. Ôi, này chưa tụt này thợ. Đây là cái lá đu đủ chị nấu nè cả nhà. Trên này không có cái gì ăn cả nhà ơi. Hình như em thấy bên này là có cái cối mình dầm muối ớt mình ăn lá đu đủ hả chị? Ừ. Dạ. Ui, không biết nữa. Mỗi lần chị đi xách nước là chị xách cái can này hả? À, can hả? Can 50 lít luôn. Đi xa vậy mà xách can 50 lít, xách nổi không? Nổi. Xách nổi. Cái bếp của chị cũng đẹp nữa. Rồi hả, không có nắp. Ủa, không có nắp luôn hả không chị? Không có nắp. Rồi, luộc không về luôn. Ừ, luộc không về. Cái lá đu đủ này mình luộc lên là mình ăn với... ăn không hay là ăn với muối chị? Ăn với muối ớt á. Ăn với muối ớt ha. Ừ. Chị nấu cơm chiều chưa? Nó rồi. À, chị nấu gì cho em xem tí nào. Canh tay đu. Đây, canh đây nè, bò... canh bò là bí, canh bí nữa. Đây là cái nồi canh chị nấu. Ừ. Canh bí hả chị? Đây là canh tay đu, canh bí. Trái đu đủ. Ừ, trái đu đủ. À, với lá, bí. Lá bí. Lá bí. Chị nấu lâu chưa? Mới nấu. Mới nấu. À. Cái này là mình cũng hái ở trên rẫy ha. Ừ, hái trên rẫy. Rồi cái nồi bên là nồi gì chị? Nồi cơm. Nồi cơm. Rồi có gì ăn nữa không? Không à, cơm canh không à. Không cơm với canh ăn. Không vậy thôi. Ờ. À. Kinh ta thưa không có gì hết. Đó này. Cho em xem bịch gạo nào. Còn có nhiêu đây gạo thôi. Ờ, không có gì đó. À. Rồi hết rồi là có tiền mới đi mua. Hết có tiền. Không có tiền thì đi vay. Dạ. Cái nhà chị nói là chưa xong nữa là nó chưa có cái cửa đằng trước đúng không?
Cái này là nó thiếu một cái vách ha. Thiếu nhìn cái này. Chưa làm xong, làm cái đèn. À, rồi nó không có cái vách đó, rồi nó mưa rồi nó có tạt vô trong tạt không chứ? Tạt hả? Mưa gió này tạt mắn bá chứ. Rồi anh chị nằm đâu? Nằm đây nè. Nó tạt tới đâu rồi nằm vô tới đó. Trời ơi, sư bác nhìn ở cái góc bên này nè, thấy cái nhà rất là đẹp luôn cả nhà. Nhưng mà khi mà ngó qua bên đây, trống trơn. Trống trơn luôn, không có cái vách che luôn. Mới chỉ có mấy cái khung cây cột thôi, chứ còn chưa có cái vách che. Cái này là mình chưa đi chặt được hay sao chị? Chưa đi chặt được đúng không? Thì ông đi làm công tên không có ai đi chặt đâu. À, không có thời gian đi chặt. Không có thời gian. Vậy là cái vách này để chống 3 năm nay rồi. 3 năm. Mà mình ở mưa gió rồi nó tạt vào là phải chịu vậy luôn hả? Xuống lăng ngủ chứ. Xuống nhà kia. À. Trời ơi, cái nhà đẹp quá mà không có cái vách. Chị ơi, em hỏi chị tí nha. Mình có hay ăn cá không? Hả? Có mua cá ăn không? Lúc nào có tiền có mua cá ăn không? Cá hả? Dạ. Chị ăn cá khô không? Ăn chứ. À, lâu rồi có ăn cá khô không chị? Không. Không có ăn cá khô. Đòi bán không có tiền mua bán. Con đòi bánh không có tiền mua bánh. Bé nhỏ hả? Bé nhỏ. Thương quá cả nhà. Cái nồi cơm của chị nấu đó là chị nấu nồi cơm này, rồi trái thu đủ này, với rau bí thôi. Còn ngoài ra là không có cái gì hết. Không có gì hết. Đó, không có gì hết đó. Nấu không vậy thôi. Còn cũng thêm cá kho, không có tiền mua. Không có tiền mua. Hôm nay em tới em thăm chị này. À, được bà con miền núi họ biết tới mình là cái hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó khăn, thì họ dẫn em tới để mà tìm hiểu cuộc sống của gia đình chị. Khi mà thấy anh chị làm cái nhà này, lúc đầu em vô em rất là vui, thấy làm khéo tay quá, đẹp. Nhưng mà khi mà vô ai ngờ đâu là chưa có cái vách bên này. Chưa có thời gian đi chặt. Dạ. Nhưng mà để chống là 3 năm luôn rồi hả chị? 3 dạ. năm rồi. Bây giờ anh mà không đi làm là không có tiền ha? Không đi làm không có tiền. Không có tiền. Bây giờ đi làm thì còn đi ứng rồi đi vay được. Không biết bao nhiêu tiền thôi. Nhưng mà mình không có tiền thì mình vẫn đi mình ứng được. Chứ con không đi làm là không có đồng nào luôn. Không có đồng nào. Dạ. Rồi bắp mùa này gia đình mình có... trồng rồi có thu hoạch nhiều được không chị? Chưa một bao không có. À, nó chết khô hả? Khô hả? Nắng quá chị hả? Ừ, nắng quá. Rồi bắp mình lấy về đó, mình đi mình thu hoạch về, có đủ ăn không? Đủ ăn. Đủ ăn hả? Ừ. Rồi có dư để bán không? Bán hết thuê, còn đòi bán tới thuê 2-3 ký hả? 2-3 ký. Đi cần 2-3 ký. À, 1 ký bán được bao nhiêu chị? Không biết nữa nè, mua này nè. À. Ký 10 ngàn. Ký 10 ngàn thôi. Hôm nay em tới em gặp chị nè, em mang theo một cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho chị, gửi cho gia đình mình, cho bà con mình. Em mang tới cho chị 10 ký gạo, 2 thùng mì gói. Chị có ăn mì gói không? Ăn chứ. À, lâu rồi mình có mua mì gói ăn không? Không. Không ăn mì gói hả? Như nước cấp thì có ăn, không có nước cấp thì nín luôn. Ai cấp? Nhà nước á. Nhà nước cấp thì có ăn. Nhà nước không cấp là không có ăn luôn. Không có ăn luôn. À, như vậy là lâu lắm rồi chị cũng không có mì gói ăn ha? Lâu lắm rồi. Con mua, con đòi tiền mua bánh cũng không có tiền cho con. Không. Dạ. Yeah. Ngoài mì gói ra thì em mang tới cho chị 1 ký cá ngân khô, 1 ký cá cơm khô size lớn, rồi có 2 chai dầu ăn, 2 chai nước tương,
3 bịch muối, 2 bịch bột ngọt nữa. Chị vui không? Vui. Chị cảm ơn em. À, rồi lâu rồi có ai tới tặng quà cho gia đình mình giống em không? Không à. À, hồi trước giờ có ai tặng không? Không à. Một không lần à. Này đây, em lên một lần đây này. Em là lần đầu tiên hả? Đầu tiên á. À. Đầu tiên em lên á, không có ai tặng. Nãy giờ em tới em trò chuyện với chị đó, chị có nghĩ là em sẽ gửi quà cho chị không? Không à. Rồi bây giờ chút xíu nữa em gửi quà cho chị này. Có cá. À, chị kho cá, nấu cá đấy. Cá thì mình sẽ làm món gì chị? Không biết nữa, nó là hay lá giang bỏ vô. À, lá giang bỏ vô. Bỏ vô, nó cần chua ăn. Em thấy hình như cá với lá giang là cái món bà con mình hay ăn hả? Hay nấu? Nó. Hầu như em thấy là bà con mình rất là hay nấu cái món đó. Có cá là nấu với lá giang. À, có cá thì nó lá giang. À. Không có cá là nó đâu có ăn được đâu. Không, không có cá là không có ăn. À. Thì hôm nay chị nấu một bữa cá, chờ chồng về ăn chung với chồng. Ừ. Chị ha? Chị vui không? Vui. Thế chị rất là hiền, rất là dễ thương cả nhà. À, chị chia sẻ đó, nhà đẹp vậy đó, mà không có gì hết. Trống trơn hả? Sao anh chị không ở dưới làng? Không à, ở lên núi này, nuôi cái gì, bò, gà vậy. Ở dưới làng mình không có làm việc hay sao chị? Không à, không có làm gì hết. Mình ở dưới làng mình đi làm? Đi làm không biết chữ sao đi làm được. À. Ở nhà không à. Không biết chữ là cũng không có ai gọi đi làm hết. Không có quẻ đây, không biết không có chữ. Đi làm công ty được luôn. Không à, ở nhà không à. Ở nhà không. Thương quá cả nhà. Đây là cuộc sống của người đồng bào miền núi. Họ đa phần đó là họ không biết chữ. Và khi họ ở dưới làng đó, là không có công việc gì cho họ làm hết cả nhà. Họ không có công việc làm thì họ không có tiền. Và khi mà họ không có tiền thì họ không có mua gạo được. Cũng không có trồng trọt được nếu mà họ ở dưới làng. Cho nên là họ phải bỏ làng, họ đi lên núi. Họ ở trên này để họ trồng bắp. Rồi họ nuôi bò, họ làm những cái công việc mà có thể có cái bữa, có cái miếng ăn, cái bữa ăn hàng ngày đó cả nhà. Chị thân mến, hôm nay em ghé thăm chị ha, tìm hiểu về cuộc sống của chị này. Thì cũng biết là gia đình chị ở trên này cũng là cái hộ khó khăn, bà con chia sẻ đấy. Thì em tới em có gửi cho chị một cái phần quà của Mạnh Thường Quân. Một bao gạo 10 kg, 2 thùng mì ha. Rồi 1 kg cá cơm khô size lớn nha chị. Rồi 1 kg cá ngân khô nữa nè. 3 bịch muối, 2 bịch bột ngọt, 2 chai nước tương, 2 chai dầu ăn em gửi cho chị ha. Chị vui không? Vui. Chị cảm ơn. Bây giờ là nhận được quà luôn này nè. À, thấy quà trước mặt luôn rồi. Có ăn rồi. Vui không chị? Có ăn rồi hả? Có ăn rồi. Hồi nào giờ có ai gửi quà cho chị không? Không. Không có luôn. Không có luôn. Mì gói nè. Giờ có mì gói ăn luôn rồi. Có mì ăn rồi. Chị chia sẻ thương lắm cả nhà. Chị chia sẻ là mì gói á, khi nào nhà nước cho mới có ăn. Còn nhà nước không cho là không có khi nào được ăn mì gói luôn á cả nhà. Đó, rất là thương luôn. Rồi một cái câu mà chị nói nữa, nhà làm đẹp vậy đó, nhưng mà trống trơn à, không có gì luôn. Ủa, nón chị bay rồi hả? Bay rồi. Dạ, không sao. À, chút xíu nó lấy nón chị ha, anh chị em mình ngồi trên này nó hơi cao. À, cả nhà thân mến, hôm nay Xuân Bắc gửi cho chị một cái phần quà. Thì phần quà này á, Xuân Bắc được sự hỗ trợ của chị Hoa Đỗ ở bên Mỹ. Ngoài ra thì chị còn có chung sự chung tay của các anh chị như là anh Vũ Nhật Bảo, Quang Đạo, chị Nhung Võ, chị Ngọc Đỗ, anh Trung Lý,
Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các anh chị rất là nhiều, đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà cho bà con khó khăn miền núi. Đây cũng là một hoàn cảnh khó khăn mà kênh của Xuân Bắc được bà con giới thiệu và chia sẻ đến cả nhà ngày hôm nay. Chị gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em tiếng nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Thường Quân. Dạ, đã gửi phần quà cho gia đình. Đừng gửi quà cho gia đình. Chị không biết nói cả nhà. Thì thôi, cảm ơn cả nhà. Xuân Bắc đại diện cho chị. Cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị Mạnh Thường Quân, các anh chị, cô chú, cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều. Chị chào khán giả với em nha. Tạm biệt cả nhà nha. Mừng quá, có gạo ăn rồi. Có gạo ăn rồi, mừng rồi. Quá. Có mì ăn rồi, có cá ăn rồi. Có cá ăn. Cá này là kho lá giang hả chị? Cá nào chị kho lá giang? Cá đây này. Cá này là kho lá nấu lá giang. Lá giang. Là cá cơm là nấu lá giang đúng không? Còn cá này chị nấu gì? Nướng ăn, bò cá, bò. Nướng. Nướng ăn. À. Nướng lên ăn. Từ ngoài nướng ra mình có làm được cái gì món gì nữa không? Không à. Nướng thôi. Nướng thôi. À. Trên này bà con nấu nướng cũng đơn giản cả nhà. Số mắt thấy thì đa phần á, hầu như là phần lớn luôn, bà con khi mà có cá này đều nấu với lá giang để mà ăn. Đây là cái món canh mà bà con người đồng bào họ rất là thích. Và đa phần là họ đều nấu. Còn cá này thì họ nướng không à. Giống như cái hoàn cảnh mà số mắt quay hai bà cháu đó. Chỉ còn một cái đầu cá thôi. Thì họ cũng để dành lại, họ không dám ăn cả nhà. Cũng không hiểu sao nữa. Cho nên là hoàn cảnh của họ rất là khổ và rất là tội luôn. Họ nướng lên và họ ăn từ từ, ăn kiểu như ăn tiết kiệm ấy. Rồi em gửi cho chị nha. Dạ. Ngoài ra là đây còn đây nữa nè. Dạ. Anh về chắc là anh cũng vui á chị ha. Dạ. Em cảm ơn anh Quyên nhiều lắm nha. Ngày hôm nay cũng nhờ anh này hỗ trợ cho mấy anh em chú cháu đi lên thăm bà con ở trên những cái vùng núi rất là xa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hoàn cảnh của anh cũng rất là tội luôn cả nhà. Bây giờ em gửi cho anh 200 nha. Đây, em gửi cho anh 200. Dạ, cảm ơn chính tiền. Dạ, anh nhận 200 giùm em nha. Số tiền này á thì Xuân Bắc chích cái số tiền của chú Thành. Chú có gửi cho Xuân Bắc 1 triệu thì chú có nói là gửi cho những bà con khó khăn mỗi người là 200. Thì hôm bây giờ con gửi cho anh 200 nha chú. Con cảm ơn tấm lòng của chú rất là nhiều. Anh cảm ơn chú Thành giùm em nha. Cảm ơn chú Thành. Cảm ơn chú Thành. Cảm ơn nha. Dạ. Ngày mai nhờ anh lại dẫn tụi em lên tiếp nha. Đi thăm bà con ở trên cái khu núi xa hơn trên kia. Dạ. Ở trên đó thì người ta cũng khổ. Nhiều. Người ta ở trên đó một mình hả? Ở đó hả? À. Ba hộ luôn. Ba hộ. Dạ. Thôi ngày mai anh em mình đi nha. Đi coi tìm hiểu đời sống bà con sao nha anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dạ, cảm ơn chú anh. Dạ, bắt tay anh cái. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, giờ anh về nha. Tụi em cũng về luôn. Dạ. Anh về trước nha. Dạ vâng ạ. Anh đi đường tắt. Dạ rồi, anh đi. Anh có đi khỏe nha, mình khỏe nha. Mai gặp anh nha. Dạ. Dạ.